Chào các bạn, đây là cái camera phát hiện và cảnh báo cháy sớm MT10 của Emtech. Hôm nay mình sẽ trên tay cũng như chia sẻ với các bạn nó hoạt động như thế nào, nó dùng cái việc là đo cái nhiệt độ để cảnh báo cháy sớm như thế nào. Mình đang đứng ở kho khắc tên, thì đây là cái hộp điện trung tâm. Và anh em thấy rằng là ở dưới đây họ cũng đã để sẵn mấy bình chữa cháy để lỡ có chuyện gì thì họ cứu. Người ta để gần cái hộp điện này bởi vì bản thân cái hộp điện này là một trong những cái nơi có thể xảy ra rủi ro. Thì mình cũng thiết lập một cái MT10 ở đây, quay vào trong cái ổ điện này. Dĩ nhiên anh em thiết lập thật đó, không phải như vậy mà để cho nó đẹp. Và rồi mình có một cái điện thoại Samsung Android ha, nó sẽ là cái hình cái camera này nó quay được. Thứ nhất là anh em có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ mà anh em muốn, nhiệt độ nào nó thông báo, nhiệt độ nào nó sẽ không thông báo. Thứ hai là nó dựa vào cái nhiệt độ đó để nó sẽ báo cho chúng ta biết cái khả năng có thể xảy ra cháy. Ở đây mình còn có một cái nến ha, một cái nến mình để đây. Thì anh em thấy rằng là bây giờ mình sẽ cho cái nến gần cái tủ điện. Thì trên cái màn hình này mình có thể thấy được hình ảnh cái nến nó xuất hiện, cũng như mình thấy được cái thông báo cái nhiệt độ nâng cao ha. Đó, tức là khi gặp cái tình huống tương tự như vậy, tức là một cái nguồn nhiệt nó đến gần cái tủ điện, hoặc là một trong những cái thành phần nào đó trong cái tủ điện này nó có xảy ra chập hay là chạm gì đó, nó nóng, nó sinh nhiệt đó. Tức là trước khi nó cháy nó sẽ sinh nhiệt, thì cái MT10 nó đã detect ra rồi, chúng ta biết trước được cái sự việc. Thì không chỉ mình nhận được thông báo này, cái màn hình của anh an ninh kiểm tra an toàn cũng như là những cái người được mình chia sẻ cái link này, họ sẽ thấy được cái thông báo là cái tủ điện này nó sẽ nóng lên, cần phải kiểm tra, cần phải xử lý, gọi điện thoại gì đó để xử lý. Thì em thấy đây là một cái rất là chung, tức là tất cả những cái cơ sở kinh doanh sản xuất, nhà hàng, quán ăn hay là chỗ nào mà có nhiều nguồn điện thì tất cả đều tập trung vào một chỗ như vậy. Kể cả gia đình anh em cũng có một cái tủ điện trung tâm, nó thường thường là cái nơi phát sinh ra những cái sự cố đó, bởi vì ở đây có rất là nhiều mối liên kết về điện. Những cái dây điện được nối ở đây. Ví dụ như mình đang đứng ở cái khu vực để da ở trong cái kho khắc tên ha, thì anh em thấy rằng là dưới con mắt của cái MT10 thì nó nhìn sự việc xảy ra như vậy. Ví dụ mình đang cầm một cái điếu thuốc ha, bây giờ mình sẽ cho anh em xem, mình đưa nó vào cái khu vực này đó, thì ngay tức thì MT10 nó nhận ra ngay đó, nó nhận ra cái tàn thuốc này nóng hơn cái nhiệt độ mình thiết lập, và như vậy nó sẽ hiện lên cái thông báo cho mình biết là cháy. Thì cái này nó sẽ bảo vệ anh em khỏi những cái trường hợp là ví dụ như là có nhân viên nào đó hút thuốc, hoặc là ai đó vô tình vứt một cái mẩu thuốc mà chưa có dập xuống thì nó sẽ báo ngay. Và như vậy là chúng ta sẽ biết được là ở đó có một cái rủi ro cần phải được xử lý. Đó, nó biết trước khi cái sự cố nó sẽ xảy ra. Thì cái đó là cái việc rất là quan trọng. Mình tiếp tục thử nghiệm cái khả năng nhận dạng nhiệt độ của MT10. Thì mình giả lập, không phải giả lập là mình thiệt ha, đây là mình đang ngồi ở trong cái phòng chứa những thiết bị mạng ở tinh tế, không phải là server anh em vào trên mạng đâu, là cái ở chỗ làm việc công ty tinh tế thôi. Thì dĩ nhiên bọn mình cũng phải đầy đủ thiết bị để mà làm việc. Ví dụ như là trường hợp có thể phát sinh cái nhiệt độ nóng bất thường của cái khu vực này, cái phòng này là phòng nguy hiểm, nên nếu nó bị gì thì dẫn đến cái chuyện là ngưng trệ công việc của bọn mình rất là nhiều. Thì ở đây mình vẫn đang có một cái Android màn hình lớn để mình theo dõi cái nhiệt độ của MT10 mình thiết lập ở đây, để mình chiếu vô cho anh em xem ha. Bây mình giả lập một cái nến nữa ha, mình để nó ra phía sau của cái hệ thống mạng. Đó, anh em thấy rằng là ngay khi cái nến nó xuất hiện trong cái khung hình đo nhiệt độ của camera MT10 này á, thì nó detect được cái nhiệt độ và nó gửi notification lên cái điện thoại này cho mình ngay tức thì. Và đồng thời ở trên cái iPhone của mình thì nó sẽ báo cái notification về cái Apple Watch, tương tự như là những cái điện thoại khác của nhân viên khác, hoặc là trong cái màn hình an ninh nó cũng báo, giống như là mình thử ở trong cái khắc tên vậy. Thì anh em hiểu được cái cách thức hoạt động là như thế nào đó. Là chúng ta chỉ cần thiết lập cái nhiệt độ nó lên cao ở cái mức trên mức bình thường mà cái hệ thống này nó chạy thôi, thì nó sẽ báo rồi, như vậy là nó sẽ an toàn hơn. Ta có thể sử dụng rất là nhiều cái mục đích khác nhau cho cái camera này. Tuy nhiên trong cái bài chia sẻ này của mình thì mình chủ yếu tập trung vào cái chuyện là phát hiện cái khả năng có thể cháy sớm, tức là phát hiện trước khi nó cháy để xử lý. Đó. Do đó là mình thấy rằng là nó là một cái camera nhỏ gọn và
là cái dòng bán cho mọi người xài chứ không phải là dòng pro để mọi người gắn ở sân bay hay là ở nhà ga xe lửa gì đó, mà những anh em ở nhà có thể mua. Đặc biệt là những anh em, ví dụ như là anh em có những cái xưởng may nhỏ, có những cái xưởng sản xuất nhỏ, hay là anh em có nhà hàng, hay là anh em có tiệm internet, hay là anh em có những cái gì đó mà anh em cảm thấy là có thể lo lắng về cái chuyện nó phát sinh ra cháy nổ, thì anh em có thể sắm cái này về kết nối để anh em biết được chính xác là nó có như thế nào, nó có nóng có không, nó có sắp sửa cháy hay không, chúng ta xử lý đơn giản vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn.